Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo, đã chốt các mốc tiến độ cần hoàn thành trong một tháng tới của dự án trọng điểm này. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, thời gian qua tiến độ triển khai công trình tốt, tuy nhiên khối lượng san lấp chưa đạt yêu cầu do thời tiết mưa nhiều. Phó Thủ tướng nêu rõ, đối với ACV, từ nay đến hết năm 2025, cần tận dụng thời gian đẩy nhanh tiến độ trên công trường, nhất là việc san lấp mặt bằng. Hiện mới đạt 13,5 triệu mét khối, còn 86,5 triệu mét khối cần hoàn thành. Đến ngày 30 tháng 8 hoàn thành đóng cọc móng để tháng 10 khởi công nhà ga hành khách. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trong tháng 7. Về thiết kế kỹ thuật, Phó Thủ tướng đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành, phấn đấu đến ngày 30 tháng 7 hoàn thành phê duyệt thiết kế nhà ga. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia, không cho phép khâu nào chậm, chỗ nào vướng thì báo cáo ngay để có thể hoàn thành dự án vào năm 2025. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 4453 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để được hướng dẫn. Theo quyết định số 08, hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 đã vượt mốc 1.000 ca một ngày, sau 40 ngày thấp dưới mức này. Theo các chuyên gia, thì đến thời điểm này, làn sóng dịch lần thứ tư ở nước ta đã qua 4 tháng, và đây cũng là thời điểm hiệu lực vaccine suy yếu. Trong khi đó, thì biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn để không tạo ra một lỗ hổng miễn dịch. Tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4 vẫn là yếu tố then chốt. Làm cán bộ tại ngành vận tải đường sắt, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều hành khách. Vì vậy, sau 3 tháng khỏi COVID-19, chị Hà đã đi tiêm chủng mũi 4 theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Mà mình không tiêm thì nó sẽ bị mắc, nó sẽ bị nặng hơn. Mình làm công việc nó lại tiếp xúc với nhiều người nữa. Cho nên là phải tiêm như vậy thì nó vừa đỡ hơn, tránh được cho mọi người, cho mình nữa. Mặc dù đến nay chị Huế chưa bị mắc COVID-19, nhưng đặc thù công việc trong ngành giáo dục, nên chị Huế cũng đến để tiêm chủng mũi thứ tư vaccine phòng COVID-19 ngay khi có đợt. Tiêm vaccine là rất tốt để bảo vệ sức khỏe cho mình mà. Tất cả mọi người, mình mà không tiêm, ví dụ mình mắc thì mọi người khác sẽ cũng có ảnh hưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có mong muốn tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại, bởi theo thống kê của Bộ Y tế mới đây, hiện tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, cả nước ước đạt 69,9%, nhiều địa phương thậm chí chưa đạt 50%. Tiêm nhắc mũi 4 cả nước mới đạt 30%. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi, có đến 25 tỉnh thành thậm chí không đạt 10%. Biến thể phụ BA.5 dù chưa có bằng chứng cho thấy độc lực của nó mạnh hơn, nhưng khi tốc độ lây lan của biến chủng nhanh, cộng thêm hiệu lực của vaccine suy yếu sau từ 4 đến 6 tháng mà không được nhắc lại, tỷ lệ tiêm vaccine nhắc thấp sẽ tạo ra những lỗ hổng phòng dịch để COVID-19 dễ dàng tấn công trở lại. Với những cái người mà đã tiêm vaccine rồi, sau đó thì nhiễm ấy, thì người ta cũng thấy rằng là sau một khoảng thời gian nhất định thì cái miễn dịch nó cũng bị giảm. Và cái nếu mà chỉ tiêm 2 mũi thôi cộng với nhiễm thì chưa ăn thua. Tiêm cái mũi nhắc lại, kể cả trong trường hợp đã từng bị nhiễm tự nhiên rồi, nó cũng sẽ có giá trị rất lớn để giúp cho miễn dịch cơ bản của những người này ở một cái mức độ rất là tốt để mà có thể ngăn chặn những cái nguy cơ tái nhiễm trong tương lai. So sánh giữa nhóm đối tượng tiêm 2 mũi và nhiễm, tỷ lệ được bảo vệ trước COVID-19 chỉ khoảng 30-40%. Với nhóm tiêm 3 mũi trở lên và nhiễm, cơ thể được bảo vệ trước bệnh tới 60-70%. Nhìn vào tỷ lệ này có thể thấy rõ, nếu số người tiêm mũi nhắc thấp, đồng nghĩa tỷ lệ người dân có miễn dịch cao sẽ thấp, cộng với yếu tố thời gian, từ đó miễn dịch cộng đồng cũng giảm. Những người đã tiêm mũi cơ bản nếu không tiêm mũi nhắc cũng sẽ có nguy cơ mắc bệnh, khả năng tái nhiễm cao hơn và từ đây dịch có thể dễ dàng bùng phát.